Thưa quý khán giả, những năm gần đây, nông dân đổi mới tư duy, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, nâng cao giá trị. Do đó, các giống lúa xác nhận được nhiều bà con ưu tiên lựa chọn nhằm đảm bảo cây lúa sinh trưởng tốt, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là giống lúa thuần Japonica chất lượng và năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu DS1 của Vinadai, chinh phục nông dân từ hiệu quả canh tác trên đồng ruộng. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nơi được mệnh danh là thủ phủ DS1 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là năm thứ tư ông Đoàn Văn Công ở xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang canh tác giống lúa xác nhận DS1 của Vinarai. Lúa có khả năng thích nghi rộng, ít đổ ngã, trồng được trên đất phèn, ít sâu bệnh hại, năng suất cao là điều khiến ông an tâm gắn bó. DS1 này mà của Vinarai này, hồi đó năm đó tôi đi hội thảo với Cờ Đỏ, tôi mua giống thế nào thì mới từ đó giờ tôi cũng đeo đổi tôi xạ cái giống này. Làm luôn rất dễ làm, giống thì xạ rất nên đều lúa rồi 40 ngày đến 50 ngày là tôi chưa có xịt một miếng thuốc nào hết. Bắt đầu cả năm mấy ngày rồi ở đầu này có sâu ấy. Là tôi mới xịt ngồi sâu lần chỗ trước chỗ tôi xà xịt rồi qua cái nốt đợt đó bị phầy phấn trắng đó cái này xịt tiếp một lần là xịt có 3 lần đó. Lúa này là 105 ngày rồi, thột rất nò sáng mẩy mà rất đẹp lúa. Giống DS1 do tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinaseed và Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp nghiên cứu chọn tạo. Vinarai, đơn vị thành viên Vinaseed phụ trách sản xuất kinh doanh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. DS1 là giống lúa dài ngày, thời gian sinh trưởng từ 115 đến 118 ngày, thích hợp canh tác 2 vụ một năm. Chiều cao cây từ 100 đến 105 cm. DS1 có thân cây cứng, khả năng đẻ nhánh nhanh, ít đổ ngã. Phạm vi thích ứng rộng, chịu phèn, ít nhiễm sâu bệnh đạo ôn, rầy nâu. Gốc lá đồng hẹp, giữ được màu xanh cho đến khi thu hoạch. Năng suất trung bình từ 8 đến 10 tấn một hecta. Thâm canh tốt đạt trên 10 tấn một hecta. Hạt gạo tròn, trắng trong, không bạc bụng. Dụng đất này thì nó cũng dụng đất phèn nhưng mà thấy nó cũng thích hợp. Mà từ hồi làm lúa Nhật tới giờ thì thấy nó lợi nhuận nó cao hơn là mình làm lúa thường. Mình làm canh tác cái giống lúa này thì cũng được 2 mùa rồi. Cái màu lúa thì thấy nó cũng tươi sáng mà cũng nhẹ phân, nhẹ thuốc. Cho nên thì người dân mình cảm thấy phấn khởi hơn. Làm thì thấy nó cũng thứ nhất là nhẹ chi phí, thứ nhì là nó khỏe được cái sức lao động của người dân. Vì cho nên người dân chúng tôi thì cũng muốn gắn bó với cái giống lúa xác nhận Vinarai này hoài hoài mãi mãi. Cái lúc mà tôi mới bắt đầu xạ thì cũng hoang mang là thấy cái giống mới đó, mình thời gian này thấy cái độ mậy của nó vô cậy rất là đạt. Cây lúa thì mùa mưa đồ này kia thì nó rất là cứng cây. Thấy là giống này thì mình kiểu giống này nó nhẹ sâu bệnh vậy đó, kháng bệnh kháng sâu rầy đỡ, chi phí cũng nhẹ hơn thằng giống khác. Mùa này là tôi mình hết luôn đó, là 15 hecta. Từ nay đến đặt cọc mua rồi là dự kiến cái năng suất của mình là khoảng từ 1 tấn 3 tới 1 tấn 4 trên công tầm cấp. Đó, giá thì là 7.600, cao hơn năm rồi khoảng 200 đồng. Nông dân cũng rất phấn khởi vì cái giống của Vinarai này. Hòn Đất là huyện sản xuất lúa gạo chủ lực của tỉnh Kiên Giang. Lúa DS1 chủ yếu dùng để xuất khẩu. Do vậy, sử dụng giống xác nhận, cây lúa lên khỏe, kháng sâu bệnh. Điều này giúp tạo ra hạt gạo an toàn, chất lượng cao. Nông dân đảm bảo được năng suất và lợi nhuận, vụ mùa càng thêm rộn ràng. Tôi sử dụng giống lúa xác nhận, tôi thể yên tâm hơn những giống lúa đại trà ở ngoài. Chất lượng và giá cả bán ra. Vòng vòng ở đây những anh em khác cũng thấy tôi làm đó, chúng đó, có năng suất đó, thì họ cũng làm theo tôi vậy. Giá lúa để giống đó ha, thì nó sẽ là nó tầm gì mười mấy ngàn một ký thôi. Giá lúa thì cũng hợp lý thôi chứ cũng không gọi là gì là mắc. Tôi mang là 1 công 1,5 tấn. Thành ra tôi mới đam mê nó tới bây giờ là cũng đã 4 năm rồi. Thực tế cho thấy, để có vụ mùa thắng lợi, hạt giống tốt là điều rất quan trọng. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.500.000 hecta trồng lúa mỗi vụ. Trong đó, hơn phân nửa diện tích đất có yếu tố phèn, mặn, nghèo dinh dưỡng. Giống lúa DS1 của Vinarai với khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là giống lúa giúp nông dân canh tác hiệu quả và làm giàu trên thửa ruộng của mình bằng cách liên kết sản xuất, tạo cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, đón đầu cơ hội xuất khẩu.